Âm nhạc 5, 6, 7, bắt đầu. Căn phòng nhỏ chỉ khoảng 60m2 này là một lớp học nhảy vô cùng đặc biệt, nơi mà những học viên tiếp thu những bước nhảy không phải bằng mắt mà bằng trái tim. Còn người thầy đang tâm huyết chỉ dạy thì bằng cả đam mê trái bóng của mình. Thẳng thôi, thẳng, thẳng chân. Thẳng, thẳng, thẳng. Đây khi mà nghe đến dance sport thì rất là thích. Tuy nhiên là nghĩ rằng là mình là người khiếm thị có rất là nhiều những cái hạn chế nên là chưa dám học. Người khiếm thị như mình đấy thì cũng không nghĩ là nhảy được. Lúc đầu chưa đến lớp ấy, thì tôi nghĩ là lớp học thì khó lắm. Tư tưởng đến là vẫn sợ mình không học được ấy. Thế nhưng mà khi đến được gặp thầy Hòa thì thầy dạy mình rất là nhiệt tình. Cái trải nghiệm đầu tiên của những buổi đầu tiên thì mọi người rất là thích thú ở trong lớp, rất là muốn tập. Thì sau khi kết thúc khóa học 3 đến 6 tháng của bên hỗ trợ thì đã hết nguồn kinh phí. Thế thì các học viên còn lại rất là khao khát muốn được tập tiếp. Và mình đã trả lời với tất cả các học viên rằng là lớp sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi nào mà các bạn không muốn tập nữa thì thôi. Mình phải công nhận là thầy có một cái tấm lòng tuyệt vời. Thầy thì dạy là miễn phí mà thầy đến là rất là sớm, những buổi thầy đến có khi nhiều lúc còn sớm hơn là học trò ấy. Tôi cố gắng tập nhé, bước như này, bước này lùi. Tập cái môn này cho người bình thường thì cảm giác đã khó. Thì với người khiếm thị sẽ khó gấp nghìn lần. Các lớp bình thường mình tập thì mình sẽ đứng làm mẫu. Nhưng tuy nhiên với các bạn khiếm thị thì lại không thể bắt chước làm theo được. Phương pháp dạy thì mình gần như phải xóa đi hoàn toàn về những cái giáo trình, kiến thức của mình. Và mình đặt mình vào với các bạn khiếm thị, mình sẽ cảm nhận một chút là họ đang cần cái gì trong động tác đó. Xin cảm ơn. Đẩy tiếp. Đúng rồi. Tập thì thực sự là rất là khó khăn. Nó lâu, thế nhưng mà mình đam mê, mình kiên trì cố gắng tập luyện, đâm ra là cũng hóa ra mình vẫn tập được. Từ ngày theo được lớp thì mình thấy vui lắm. Tập hàng ngày là sức khỏe, thấy khỏe ra, nạp được rất là nhiều những cái năng lượng tích cực. Tác dụng lớn nhất của cái tập nhảy đó là sức khỏe 2, 3, rất là tốt và giảm cân. Chị giảm được 2 cân rồi á, cả lớp ơi, chị giảm được 2 cân rồi. Mình đi học thì gần như là 99% là đi đủ. Sáng ra là cứ mong đến thứ 4, thứ 6 là để đi tập. Trong 3 năm qua thì mình cũng đã học được khoảng 11 điệu. Từ đầu van, rồi van nhanh, rồi tango, zumba, rồi bachata. Nói chung là nhảy tương đối được hết. Tuy nhiên thì cái phòng tập này nó hơi nhỏ. Thế là mỗi lần tập thì các bạn va đập vào nhau nhiều quá. Ok. Tiếp. Có đau không? Rất dễ để va vào nhau. Bây giờ là thành kỹ năng né rồi. Ôi, có đau chân không? Gãy mất chân ghế rồi. Thế mà chân không sao. Bạn ấy khỏe lắm, bạn ấy nhảy mà ở đây là chân ghế còn méo nữa là. Sau hơn 3 năm miệt mài luyện tập, vừa qua, các học viên của lớp khiêu vũ đã có cơ hội thể hiện bản thân mình thông qua cuộc thi khiêu vũ dành riêng cho người khiếm thị, bước nhảy xóa nhòa khoảng cách. Không chỉ đơn thuần là một lớp nhảy dành cho người khiếm thị, anh Tô Văn Hòa cùng các học viên đã và đang nỗ lực luyện tập với mong muốn xa hơn nhiều, rằng khiêu vũ sẽ sớm trở thành một môn thể thao chính thức trong Đại hội Thể thao dành cho người khuyết tật Paragames. Tất cả chúng tôi đều mong muốn tập luyện hết mình để được thi đấu ở những kỳ Paragames có tổ chức tại Việt Nam cũng như tổ chức trên thế giới. Tôi mong muốn rằng là qua đây thì nhiều người khiếm thị biết đến cái bộ môn này và nhiều người có thể tham gia được. Để tập để cho nâng cao sức khỏe, mà đến đây tập là rất là yêu đời, vui.